Đã hơn 100 năm trôi qua mà xác ướp của cô bé này vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, khuôn mặt vẫn hồng hào, tràn đầy sinh khí và cứ dăm hôm vài ba bữa lại chớp mắt giống như người thật nữa. Cùng tụi mình vẽ màn bí ẩn đáng sợ này ngay sau đây. Ai Cập chính là một trong những quốc gia đi đầu về kỹ thuật ướp xác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mấy quốc gia khác thì dở trong lĩnh vực này đâu nha. Chuyên gia ướp xác Alfredo Salavia, người Italy là một ví dụ điển hình nè. Tay nghề của ông khiến cả thế giới phải nể phục. Và một trong những điều làm nên tên tuổi của ông chính là xác ướp do ông làm biết chớp mắt. Quy ngược thời gian trở về năm 1920, cô bé Rosalia Lamvader, 2 tuổi đã qua đời vì bệnh viêm phổi. Cha của cô bé vì không nỡ xa con gái nên đã tìm tới chuyên gia ướp xác Alfredo Salavia. Sau khi hoàn thành, xác ướp của Rosalia được đặt trong hầm mộ Catacombe de Scavuzzini bên dưới một tu viện của Palermo. Dù cách trăm năm trôi qua, nhưng nội tạng bên trong thi thể của cô bé vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ vậy, Rosalia vẫn giữ được khuôn mặt đáng yêu và non nớt của mình. Đây đây các bạn xem, gò má thì phúng phính, hàng mi khép hờ, trên mái tóc vàng bồng bềnh còn cột một chiếc nơ vàng to nữa. Nhìn bé cực kỳ xinh xắn và trông chẳng các gì đang ngủ ha. Chính vì điều này mà Rosalia được đánh giá là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất trên thế giới. Nổi bật giữa hàng ngàn xác ướp dưới hầm mộ Cavuccini và thu hút đông đảo khách tham quan mỗi ngày. Người ta thậm chí còn ví von gọi cô bé là người đẹp ngủ trong rừng nữa đấy. Cơ mà điều đáng nói là ở đây nè, cứ 100 du khách thì có đến 10 người tận mắt nhìn thấy xác ướp của Rosalia chớp mắt. Lúc đầu ai cũng nghĩ chắc là bản thân bị hoa mắt thôi. Tuy nhiên, sự việc kỳ lạ này đã lặp đi lặp lại liên tục. Thậm chí có người còn quay lại được cảnh xác ướp cô bé chớp mắt để làm bằng chứng. Ngay khi clip này được lan truyền trên mạng đã nhận được hàng ngàn bình luận. Người chơi hệ tâm linh thì bảo rằng linh hồn của Rosalia chưa được siêu thoát, cô bé vẫn đang lãng vãng đâu đó quanh hầm mộ. Một số khác thì nói rằng chắc là nhiệt độ dưới hầm mộ thay đổi tạo hiệu ứng đóng mở cho mi mắt của Rosalia. Và mãi cho đến năm 2009, bí ẩn này mới được giải mã. Theo đó, người trông nom hầm mộ Dario Biambisno Mascali đã nói rằng việc chớp mắt của xác ướp Rosalia chỉ là một ảo ảnh quang học được hình thành khi những tia sáng rọi qua cửa sổ và chiếu tới quan tài dưới một góc nhất định. Khi hướng của ánh sáng thay đổi, Rosalia trông như mở rồi lại nhắm mắt nhiều lần trong ngày. Còn cái điều khiến cho xác ướp của cô bé 2 tuổi nguyên vẹn và có sinh khí như người sống thì đó là do tài nghệ và công thức đặc biệt của nhà ướp xác Alfredo Salavia. Nói tóm lại, không có tâm linh, ma quỷ gì ở đây cả. Được rồi, các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cùng để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.